có thể là những chuyến đi khám phá những đất mới hay đơn giản là về nhà hãy đến xuân về. Với những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn thì những chuyến đi trở về nhà là chẳng nên khó khăn và chăn trở hơn bao giờ hết. Thấu hiểu được điều đó, Gazaway sẽ đồng hành cùng các tỉnh thành, các doanh nghiệp để cung cấp chính sách miễn phí cho người lao động có thể trở vào quê ăn Tết trong ngày 4. Chuyến bay yêu thương nối liền hai miền Tổ quốc sẽ đưa những người lao động ở các tỉnh thành phía Nam ra Bắc đón Tết. Hoạt động này nằm trong chương trình Chuyến bay ước mơ Hành trình đoàn viên 2024 do Vietnam Airlines phối hợp tổ chức cùng các tỉnh thành doanh nghiệp. Vietnam Airlines sẽ chở miễn phí người lao động trên chuyến bay mang số hiệu VN218 khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội vào ngày 29 tháng 1. Không chỉ dừng lại ở đó, Vietnam Airlines cũng bố trí xe ô tô từ sân bay Nội Bài đến các bến trung chuyển nhằm hỗ trợ người lao động về đến quê nhà ở các địa phương nhanh nhất. Đặc biệt, hãng còn phối hợp với các đối tác dành tặng nhiều món quà Tết ý nghĩa đến mỗi người lao động với niềm hy vọng họ sẽ đón một cái Tết thật ấm áp và trọn vẹn. Khi máy bay cất cánh, giấc mơ đoàn viên dịp Tết Giáp Thìn 2024 của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được chạm đến. Khoảnh khắc bước xuống từ máy bay, người lao động không chỉ trở về với một địa điểm mà còn về với gia đình, với tình thân thiêng liêng mà thời gian và khoảng cách không thể nào phai mờ. Về quê ăn Tết của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là một chuyến đi bình thường mà còn là hành trình của sự sẻ chia đến từ Vietnam Airlines và cộng đồng. Sau Tết Nguyên đán, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bố trí các chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Vân Đồn đến Thành phố Hồ Chí Minh để đưa người lao động trở lại tiếp tục làm việc, ổn định cuộc sống. Chi phí tổ chức chuyến bay ước mơ Hành trình đoàn viên 2024 được trích từ nguồn thu đấu giá từ thiện các sản phẩm dịch vụ đặc biệt của Vietnam Airlines và đối tác. Do đó, Vietnam Airlines mong muốn kiến tạo nên một không gian đấu giá từ thiện nhân văn, mỗi giao dịch vừa là cơ hội sở hữu sản phẩm độc đáo, vừa mang đến sự sẻ chia, đóng góp cho cộng đồng. Vậy là chúng ta